Xin chào các bạn đã đến với kênh Tích Trở Vlog. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn chuyến hành trình về tham quan chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Mời các bạn hãy theo dõi chuyến hành trình của mình ngày hôm nay nhé. Đang trên đường vào chùa Tam Chúc. Hôm nay thì chắc là sẽ thời tiết hôm nay hơi tối thì hơi mây mù tí, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đẹp. Đâu đường à, đi nó dùng đẹp thế nhỉ. Đông lắm, bây giờ vào đi xong rồi bố trí mua vé luôn. Khách đến nườm nượp luôn nhỉ. Khách vào chùa rất là đông. Diệu cầm cái ô xuống Diệu ơi. Không. Thế mình còn tranh thủ chụp ảnh. Chị à, đang đừng tranh thủ đi, chị chụp lại đi. Alo. Đang live stream. Rồi đúng rồi. Mây à, mây à, mình đang chụp ảnh đẹp. Được kìa. Bây giờ anh Dũng nhìn huyền bác nào, tình cảm tính nào. Anh nghe bây giờ coi như đôi chơi ra dâu gì. Đón em ở đâu nhỉ? Đi cả bằng mình một đôi đôi, đôi, đôi về lại luôn. Ừ, đấy, cho mình nhiều đôi dâu gì. Nhiều đấy. Vào cổng. Không biết đâu, cách đi sao nhỉ? Chưa đến à? Nay thời tiết này mình đi nó còn nóng đấy chứ. Sao nào? Để mai hôm nào anh sang anh gọi điện em, xong em bảo người ra đường nhé, họ ra đường nhé. Nhá. Ừ. Sáng mai kia anh sang gọi điện em trước, xong là em bảo họ ra đường đón nhé. Lắc vậy. Đường trong này nó chơi hoàn thiện. Có cái gì đâu, tính đi có bóng bàn đi qua lấy gì, lấy có tiền đâu. Có tiền đâu. Bán bàn cái tờ đi đâu ấy. Chị nói anh có hơi coi chơi. Chả thế. Chả thế. Không quay lại chị ấy đấy. Tiền cho anh xem thử. Tao mày tin mày nói không, cứ phải mà là tay. Tay sờ mắt nhìn. Tay sờ chán rồi. Tay phải sờ mắt nhìn. Tay phải sờ mắt nhìn. Anh bảo rồi, trường đoàn mang nói với à rồi chị Tâm lại còn gửi cái nữa. Mặc gì cuối gửi tay sơ. Hiện tại là chỗ mình đang quay đây là bãi đỗ xe ở chùa Tam Chúc.
Nay là ngày 14 tháng Giêng âm 2013. Rất nhiều xe và rất nhiều du khách đến với chùa Tam Túc. Ngày hôm nay thì sương mù, mưa nhẹ, cho nên là hình ảnh sẽ không được sắc nét như những ngày trời đẹp. Hình ảnh hôm nay chủ yếu là cận cảnh. Rồi, đúng ngày hôm nay xe ngày 14 tháng Giêng này. Rồi, dàn xe đến để đi tham quan nhiều này mà. Ui giời, toàn xe là xe thật, bãi đỗ xe mất gì xe quá nhiều. Đây, đây là hiện tại là đang hình ảnh đang quay tại bãi đỗ xe của Tam Túc đây các bạn nhé. Ngày hôm nay thì trời âm u, nhưng mà với cái thời tiết như thế này thì mình đi chùa mới hợp lý hơn. Rất là đẹp. Đây là đoạn đường cầu đi sang bên chùa. Đoàn người đang đi sang đi qua cầu qua sang bên chùa. Hello. Bây giờ mình bắt đầu sang cầu nha. Đang trên đường đi tìm phao. Cầu phao đi lắc lư. Lốt cổ như bác. Kiểu cố tình à mày cho người đi. Qua cổ phao đi lắc lư.
nườm nượp đoàn người qua cầu phao. Ôi mình đi mình khoan đã sang đến bên này cầu. Ôi đẹp thế. Con đứng ở chỗ này ba, quay một chỗ này, đứng chỗ này, đứng con đứng dưới kia kìa, con đứng dưới đây, con quay này, đi 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 đi, chào thế nào, chào thế nào, hello đây, đi gần lên đây đi, đi chậm đi chứ, ôi giời. Đi. Mình bắt đầu đi vào cổng chùa lớn nhất. Con mở ô ra đi. Mở ô trong quái này làm gì ơi. Nhiều khách học. Nhiều khách tập phương ăn đấy rất là đông trong này. Tiếp đến qua cổng thứ hai cho đến tiếp với cái một quảng trường rất là rộng lớn này đấy. Con bỏ ô đi con, không cần ô đâu. Ai rồi chùa ba mái đây là combo du thuyền và buffet xe điện chùa ba sao là 450.000 đấy, còn đây là du thuyền cao cấp tương gọi là 400.000 người. Các bạn nhé, đây là một combo du thuyền, một combo vào chùa Tam Phúc với giá là 450.000. Thì giá vé gồm có các dịch vụ như sau. Đây ạ.
ghế xe xa Tam Quan Nội và một vé xe điện từ Tam Quan Nội đến Vé Xa. Du lịch trên thuyền, trà nước, trà nước, hôi bánh ngọt hoa quả, một vé buffet tại nhà trung tâm khoảng tầm 4-5 khách sạn, khách xá. Vé xe điện khách từ khách xá từ Bao Bàng, Thu Hồn. Hiện giờ là đoàn mình đang đến tòa cửa chính, chuẩn bị lên tàu. Nay thì thời tiết rất là u ám các bạn nhé, rất nhiều mây. Đây, quang cảnh của chùa Tam Chúc. Đây, đây chính chùa có mái, ba mái. Quay nhiều thế. Rồi tiếp bên kia các bạn nha. Rồi mãi bên kia mà. Rồi đây nữa này các bạn ơi. Đây trong sân trung tâm sân biểu diễn trong chùa. Hello nè, hello. Đây là đoàn lên tầng 2 để tiếp luyện. Khi mua vé xong thì đoàn chờ lên tàu, chúng ta có không gian ngồi chờ đợi đấy. Đều nằm trong giá vé của mình hết rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.